Tiếp tục nhiệm vụ ở thứ 110 các bạn, chúng ta sẽ nhận ở bảng Motom ở thành phố Cordova ha, các bạn để ý ha. Ngay chữ O này, Cordova này, bảng Motom. Ok, các thợ săn. Thợ săn Macaron đang định làm gì đó trong làng bỏ hoang. Tôi sẽ không quan tâm họ đang làm gì, tôi chỉ không thích mọi người làm việc mà tôi không biết, hãy đánh bại họ. Rồi cái nhiệm vụ này mình sẽ làm hai cái nhiệm vụ luôn bạn, 110 với 111 luôn ha. Tiếp tục. Người lính bị nhiễm trùng này, lính của tôi bị nhiễm gì đó, hãy làm họ bớt đau luôn. Ok, hai cái nhiệm vụ này nó kêu mình đánh ở cái ngôi làng bỏ hoang nhé bạn. Năm lính gác bị nhiễm bệnh này và ba thợ săn Macaron. Ok, làng bị bỏ hoang thì chúng ta sẽ tele qua Iron Hall ha, cho lẹ ha. Ok, đã vào ngôi làng bỏ hoang rồi. Đánh ba thợ săn Macaron. Đây một tên. Rồi, hai tên. Ok, đủ 3 tên rồi. Rồi, vậy là xong một cái các bạn. Còn một cái là đánh 5 lính gác bị nhiễm bệnh ở phía Nam ha. Mình phải xuống phía nam các bạn, chứ không là đứng trong ngôi nhà bỏ hoang là không có đâu. Phải rời ngôi nhà bỏ hoang này. Đó. Xuống phía nam này. Đây, bảo vệ bị nhiễm bệnh đây các bạn. Đánh 5 tên ha. Hai tên. Ba tên.
Trời ơi, nó trừ còn một kìa, đậu xanh nó thấy ghét không? Vãi chưởng thật. Bỏ lửa các bạn ơi, không đánh khá là mất thời gian đấy. Theo đường phép đánh, đánh tay không nó rất là yếu. Bỏ 5 lực nữa đi, cho lẹ đi. Con bà mày, mất thời gian. Thợ săn ma cà rồng ở đây nữa đây. Trời ơi, gặp ba cái thứ gì đâu không à, khổ ghê luôn. Bảo vệ nhiễm bệnh thì lại không gặp. Đây rồi, 4 tên. Nữa hết trời, con quỷ này. Trời, đánh có trăm mấy khá là lâu mất thời gian này. Bỏ lượt đi. Vãi chưởng, nó trừ phục kết xuống hết đây. Cái con quỷ này cày cú nó lắm đó nha. Hủ xanh mày. Đây. Thôi còn một con nữa. Ok, còn cuối cùng. Ok, đã hoàn thành cái nhiệm vụ nhà thầu mô thêm ở Godova. Mình sẽ tele về Godova trả nhiệm vụ. Đây, nhà thầu Mortem đã hoàn thành 2 cái. Ok, vậy là xong 2 cái nhiệm vụ 110 và 111 ha các bạn.